Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện motor điện. Video hôm nay lại xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ hàng bãi của Mỹ, hàng USA. Đấy, thì cái này nó là như trên những cái dòng xe lăn. Nó rất là khỏe, con này là 24V các bạn nhé. 24V và 800W. Nó chạy chục vuông khóc này. Đấy, rất là khỏe. Đấy. Đây. Đây này, made in USA này. Đấy. Hàng này rất là khỏe nha các bạn nhé. Con này cũng hoạt động rất là ok. Mình mua ngày xưa là 1 triệu 6 đấy. Nó là dòng của xe lăn đấy. Nhưng hiện tại thì mình bán thanh lý với cái giá là 800.000 đồng. Đây thì mình sẽ cắm thử và test tốc độ cho các bạn nhé. Cái này thì các bạn có thể ứng dụng làm nhiều việc, chế xe hoặc là chế tời, cái đấy thì tùy các bạn. Đấy, rất là êm nhé, cái dòng này rất là êm. Đây, tốc độ của nó là khoảng 140 vòng trên phút các bạn nhé. Đấy, tốc độ này là 140 vòng trên phút này. Thì cái dòng động cơ này nó rất là khỏe. Nó là hàng của Mỹ đấy. Rất là khỏe. USA. Thì tùy các bạn ứng dụng vào mục đích gì nhé. Mình chỉ bán thanh lý thôi. Cho nên các bạn có thể mua vào việc gì thì các bạn cứ tính toán. Đây mình sẽ đo cho các bạn một số kích thước này. Kích thước trục của nó là 21 này. Đấy, kích thước trục vát của nó này. Kích thước trục vát của nó là 16 này. Chiều dài trục của nó là 4 cm này. Đấy, chiều dài của toàn bộ cái phần động cơ này 15 này. Chiều dài của toàn bộ thân động cơ là 35 cm. Mọi chi tiết mua hàng các bạn cứ gọi điện trực tiếp số điện thoại 0983 818 955 nhé. Giá mình đã báo ở đầu video, các bạn có thể xem lại. Lấy luôn đi.